Chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo đã công bố danh sách tập trung đội tuyển quốc gia tháng 12 năm nay. Trong bản danh sách gồm 37 thành viên này, bên cạnh những gương mặt cũ như Xuân Trường, Quang Hải hay Công Phượng, còn có những sự trở lại rất đáng chú ý của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết, hậu vệ Nguyễn Minh Tùng, Vũ Xuân Cường, Sầm Ngọc Đức và thủ thành Bùi Tấn Trường. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho màn thể hiện của những cầu thủ này trong thời gian vừa qua. Bên cạnh đó, cũng có một vài gương mặt lần đầu tiên góp mặt ở đội tuyển quốc gia như hậu vệ Nguyễn Văn Việt, các tiền vệ Nguyễn Hải Long, Giang Trần Quách Tân, Cao Văn Triền. Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 6 đến ngày 28 tháng 12 sắp tới.